đâu. Bị tắc à? Trong này có quán ăn không anh? Khu vực nguy hiểm, mọi người tuyệt đối không nên đi ra đây nhá. Đường này rất là sâu, có suối kìa. Suối chảy này. Rồi. Suối. Hang động này. Theo anh hướng dẫn viên thì ngày xưa ở đây là biển. Thoáng
đi giữa. Đây, bên này trái đây khá đẹp, tại vì là hơn 400 triệu năm trước ở trong động ngầm ngao là một vùng biển, thế nên là có những ảnh mang đá và những đá tạo thành những hình ảnh đất sống với bên ngoài. Đúng rồi, khu vực bên này mình tưởng tượng thôi nhá, mình tưởng tượng như là khu vực bên này là mình có thể liên tưởng đến giống anh khu gác bếp của người Tài, mình có thể tưởng tượng như là mình thịt trâu khỏi thịt trâu bếp đấy ạ. Tưởng tượng ra khu vực này rút vào đầu này. Người ta còn đặt cái tên khác là cái cổ tình duyên đấy. Anh chị nào chưa có người yêu, chưa có tình duyên thì mình có thể chạm nhẹ cầu có tình duyên đấy. Và có tình duyên rồi chúng ta có thể cầu bình an may mắn nhé. Ba chị em chúng tôi chưa có ai hết. Nghe đồn bây giờ cái cổ tình duyên mà chúng tôi đi làm xin biến. Nhờ tiếng rít của gió với lại là dòng suối chảy nó vang vọng vào vách đá nghe như tiếng hổ gầm và người dân địa phương là người nghe không bên tay phải đây có những hổ đá đấy ạ, đây có hổ đá đây, có những con hổ đá hổ đây ở đây cả có con chim đây, mỏ này, mắt này, cánh này có thể lên đỉnh con chim và bên tay phải đây có hình bóng của đại vàng này, chẳng biết đến đây sẽ nâng đá này là hình bóng của đại vàng bởi trong hình bóng có rất là nhiều hình ảnh của chúng ta tin tưởng và đây chỉ là điểm phát ngờ thôi. Hơn sửng sốt đâu. Bây giờ vào trong này xuống nha. Bây giờ vào trong này mát nhỉ. Làm đường xe máy vào tối ở đây. Mát. Đẹp thế, nhìn cũng là đẹp thế. Tầng lớp lớp ấy. Đang đứng đây mình sẽ thấy ngay cái cuối nhé.
cái cổ rất là mình có thể nhìn thấy những cái vui nhá, những người đâu lại đang tập tành mình ra sau lưng, sau đây những cái cối giống như bức tường thành đấy, cũng như là bạn lấy trong thành phố nhỏ và thành phố hoa thì ta mình nên tưởng thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực chân trượt đây, chúng ta đi sản đường hoạt động rất là sâu, khoảng 2 cây số cơ, quay trở ra nữa, đi vào đường nào ra đường đó. Đi qua đây cẩn thận nhá, cộc đầu nhá, đây rất là thấp, mọi người phải đi cúi. Rất là đẹp, và đây chỉ là mặt trước thôi, mình có thể chụp lấy cảnh và đường cái sang vào di chuyển vào gần hơn để ngắm rõ hình tòa sen là rất là chân hơn nhé. Xem qua bên tay phải này. Anh nhìn ông hổ sao? Mọi người có thể nhìn thấy bức nhũ đá này như một bức tranh rất là đẹp. Đây là tuyến mới của động Ngập Ngao. Vào đây mọi người yên tâm, ở trong này họ có cả wifi cho mọi người nhé. Vào đây có wifi căng đét. Này, đẹp không? Hang động này lớn nhất ở Vịnh Bắc Bộ. Thank you.
vào trong khu vực rất là nguy hiểm luôn. Các bạn có thể nhìn xuống cái suối này, nó chảy ngầm này các bạn ơi. Mình phải đi hết sức là cẩn thận luôn. À, trong này là không có sóng nha mọi người. Không có sóng. Cái động này có thể to gấp 7-8 lần cái động sản xuất. Chuyến hành trình ở cuối cửa kết thúc, cuối hang thì mình sẽ nhìn thấy một cái cửa trời. Ngồi nghỉ đi các bác ơi.